Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ vừa lấy thành công di vật kim loại trong dạ dày của một bé trai 27 tháng tuổi trú tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy. Theo lời kể của gia đình, bé ở nhà với ông bà ngồi chơi một mình. Khi gia đình phát hiện cháu nút móc khóa kim loại, đã đưa đến Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy. Ngay lập tức, các bác sĩ đã chỉ định cho trẻ chụp các lớp vi tính ổ bụng. Kết quả chẩn đoán có hình ảnh dị vật cản quang trong lòng dạ dày. Sau 10 phút, các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật nội soi gây mê và lấy ra dị vật là chiếc vòng móc chìa khóa tròn bằng kim loại trong dạ dày của trẻ. Theo bác sĩ Đinh Văn Hạnh, bác sĩ nội soi tiêu hóa tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, thời gian gần đây có rất nhiều trường hợp trẻ nuốt phải dị vật như bấm móng tay, đồ chơi, tăm tre. Nuốt phải dị vật sẽ gây nguy hiểm cho trẻ nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Qua trường hợp này, bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần chú ý trong việc chăm sóc trẻ, đặc biệt không để trẻ tự ý chơi với các vật nhỏ dễ nuốt. Khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ nuốt phải dị vật, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại để được hỗ trợ kịp thời, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.